Cái thằng cứu nội đang làm đẹp cho cái sân. Sân nhà. Làm đẹp cái gì? Làm đẹp sân nhà nè. Nè bây giờ đó, đây là hôm nay là Alex làm YouTube đó, Alex nói đi à, kêu bà con cô bác ủng hộ Alex đi nè. YouTube. Ừ. Nè đây nhầm lên lẹ đi, nói. Hello. Hello cái gì rồi nói, tự nói. Hello cái gì? Nghĩ cái gì nói đó, nói lẹ đi. Là cứ hờ hờn. Dậm đây nói. Để làm YouTube. À, dậm đây dậm đây. Những cái gì chị để lên đó là vừa khán giả yêu cầu, còn ngoài ra thì là chưa có làm được cái chuyện mà làm YouTube gì đó. Tại sao? Tại sao không làm được? Hả? Tại sao không làm được? Làm thì cũng làm nhưng mà chưa có phương tiện. Thì bây giờ nói đi, rồi bây giờ nói đi, tôi làm giùm cho. Đâu được. Sao không được? Đó phải là tự mình có hiểu biết để làm chứ mà, phải không em? Không biết làm gì thì tôi dạy cho làm để em kẹo. Ừ. Nghĩ chứ nó sửa lại làm gì vậy? Đang đóng lại phải không? Giỏi. Cái đó không phải lần mi đóng đó. Đó, em đóng hả? Ờ, tôi làm đó ông nội. Trời ơi, ghê gớm luôn á. Thấy không? Đâu phải tôi không biết làm đâu. À, thấy vậy cũng đâu phải thường đâu. Đâu phải thường đâu, đúng rồi đó. Ừ. Tài ba cũng dữ lắm đó. Tài ba cũng dữ lắm đó, dọn mặt cái coi. Dọn mặt đây coi nè. Dọn vô đây nè, dọn đây cái nè. Làm gì mà cứ làm mò mò nửa đêm nửa hôm không là sao? Hả? Sao làm gì mà cứ mò mò làm nửa đêm nửa hôm không là sao? Trời ơi, đâu có mò đâu. Gì không có mò làm gì đó. Ừ. Chứ không mò làm gì đây? Đi không thì đi dời mấy bình bông tôi vô đây làm gì trời? Đâu? Đây nè. À, đây đó hả, đem vô để đổi. Vô nhớt vô sần cho nó chạy tiếp á. Ôi dạ, vô nhớt gì vô đó? Hẳn cho nó có. Nhớt gì? Bỏ vô. Phải nhớt. Bỏ cái gì? Nó theo kiểu xe đó mà. À, thì bỏ cái gì vô đó? Thì phân, đà đất, đồ vô cho nó thêm màu mỡ. À. Rồi cho nó ra sân chơi tiếp. Ờ, à, cho nó ra sân chơi tiếp mà. Nói gì nữa? Nói gì nữa? Làm sao cho em vui là được rồi đó. Vậy đó hả? Thì đó, thì đừng có tạo phản là tôi vui rồi. Dạ, bây giờ nghĩ tới tạo phản gì? Nghĩ chứ không nghĩ tới tạo phản, nghĩ tới gì? Hả? Thì không có tạo phản, là giỡn mặt đây coi. Nè, giỡn mặt thẳng đây, cái mặt có tạo phản không? Không. Ừ, cái mặt này khôn. Trời ơi. Nhưng mà không có tạo phản thì nó khôn. Khôn ha. Ờ. Ừ. Làm gì mà lấy cái cây đó nặng nặng nó lại. Sao vậy? Ừ. Bị cái gì? Cái đinh hả? Ruột ra hả? À, nó bị ấy. Nó bị xúc ra. Nó cần. À là đây, cái đinh kìa, cái chừng đạp á kìa, kìa thấy không kìa. Kìa, ở dưới đất kìa. Ở bên này sao hả? Ừ. Baby. Cái gì? Nãy nghe hát cái gì dơ dơ vậy, giờ hát lại coi. Vào đêm ôi lại lớn sau đêm. Khi nhớ em như hơi thở đạo. Nhớ em nào trời? Hả? À. Nhớ em nào vậy? Em á. Có em nào để nhớ vậy? Giỏi dữ vậy nè trời. Sửa lại cái hàng rào của tôi đó nha. Cái hàng rào này lúc trước tôi làm đó trời. Mà nó sập hết trơn rồi, lấy làm lại rồi đó. Mà sao mắc mới thì phải làm ban đêm không vậy? Không có ngay rồi. Trời, không, nhà không có thời gian. Ô, lấy công chỉ đi. Ủa, mấy cái đèn là sửa lại là quất hết luôn rồi đó ha. Là cầm xuống là đẹp trời con đĩa luôn ha. Ừ. Hay thiệt. Được không? Được chưa? Được. Kép. Có mấy cái à, còn như tới 10 cái vậy. Ừ. Mấy cái kia hư hết hả? Cái kia hình như chưa được. Ủa, làm sao mà bưng nổi cái cây tắc ra ngoài vườn vậy? Sao bưng được vậy? Thì nó bưng. Trời ơi, nó nặng gần chết, bưng không sợ bứt xương sống hả? Thì nhà em thương. Ôi là trời, bưng luôn thiệt luôn hả là? Ủa, hồi nãy sao bưng nổi vậy? Ủa là trời, anh là bưng thiệt hả? Ừ. Kéo thôi chứ bưng. Trong một cột đó. Chưa một cột, hôm nãy là nói cây chùa gì kìa. Chùa Thiên Mụ. Thiên Mụ. Ai biết. Ủa, cây đó là cây chùa Thiên Mụ hả? Hả? Không phải hả? Cây đó có tên là cây chùa Thiên Mụ hả? Không biết đâu, phải tưởng thêm chúng nước nữa. Phải không? Cây này kêu chùa Thiên Mụ. Vậy đó, còn cây này cái gì? Cây này nè, cái gì? Hả?
cái thằng tài. Ờ cái thằng tài á, lo mò chịu giờ vậy làm được nhiêu nha. Còn này chiếc góc ra được gì đây hả? Ờ ông nội thì không làm việc ban đêm không mà cha ơi. Ông nói cây này là cây chùa Thiên Mụ. Chùa Mụ cổ. Mới trồng xuống tưới cho nó ướt. No, không tưới nữa, đủ rồi. Ướt rồi, ướt nhẹp rồi, tưới hồi là nó thúi quắt gốc cái luôn rồi khỏi sống á. Đủ rồi. Trời ơi, tỉa làm cái cây này cũng đẹp thiệt chứ. Cây này là cây thần tài đó hả? Nếu mà A Lệch mà trồng cái cây đó sống thật sự là phát tài đó. Đủ rồi. Tại vì nước nhiều quá nó chết, nước ướt nhẹp hết rồi. No, đủ rồi. Chùa Thiên Mụ, chùa Một Cột. Rồi, vô tắm đi. Đó, hủ qua đem về chết ngắt chết queo. Cứ tưới cỡ đó không, không chết thì mới lạ. Thế nè, bao nhiêu cây cỏ trồng mà tưới cỡ này không thì chết hết, sống đời nổi. Trời ơi. Cái cà thì tốt rồi. Ngày mai cắt gạo đắng vô xào ăn là rồi. Rồi để cho nó lên cái khác. Gạo đắng cá xào hả? Ừ. Trời ơi, rau đắng này sao tỏi. Vậy. Ừ. Kêu quay nữa sao không quay? Cái này vườn hồng của anh Lạch. Bữa nay hai trái ớt con hùng là cái chừng nào ăn được. Hai trái ớt con hùng. Đủ rồi, đi vô mấy thằng ơi. Đừng nấp ló ngoài vườn nữa, tới rồi. Ok. Ủa cái thằng bên đâu? Để anh bàn. Ủa cái đầu đó tháo ra hả? Cái gì tháo ra? Để đặng. Nhưng mà đang quá nhiều. Mày chắc không có đi đâu đâu. Lên luống. Lên luống chẳng gì? Cái này. Vậy kinh cái bông bụp này vô luôn. Kinh vô để chăm sóc lại luôn đấy à. Làm lại cho nó lên bông nè. Cái hao bao cây đèn này. Sửa lại. Mấy cái bông hồng anh chuyển ra trước ha. Trồng ở trước luôn. Có hai cây. Không trồng đâu, nó trồng. Dập tàn thuốc cho tát. Ừ. Mấy nhánh này cắt bỏ không? Này nó canh mấy này nó đâu ra lá nữa phải không? Cắt bỏ ha. Cắt đi, cắt trở lên lại, tưới nước chăm sóc lại. Cắt lên lại ha. Ừ. Dịnh ha. Người nè, cắt ba cái lá tào lao nó dục bớt đi là. Cái này hả? Cây điệp mà. Không phải điệp, tưới nó lên tùm lum cây gừng quang cỏ dại gì đó để chăm sóc cây cho gừng phút kìa. À. Nhưng mà anh là phải đeo bao tay để cái gai của cho gừng phút nó đâm chết á. Ừ. Chăm sóc lại để cho mùa hè tới nó có trái nè. Ủa chứ không phải cái điệp phải không? No, bông không, nó điệp. Cái cây dại gừng quang gì đó cắt bỏ đi. Nó còn này. Cắt bỏ hết đi. Rồi đó. Ừ, cắt bỏ hết nè. Nè nguyên cái đám này cắt bỏ hết luôn. À. Rồi hốt gác nó ra. Ừ. Ok, rồi ngồi đi vô ăn cơm. Cây đèn này á úp cái mặt kia lên solar để ngày mai người ta phơi nắng cái là tối có cái đèn xài. Úp nó xuống vậy thôi. No, úp cái này là solar nè. Nạp vô rồi. Ngày mai để ngoài ha. Ừ. Vô không? Chị trả lại cho anh xin này ha. Xin gì? Này. À, lấy đi. Để tay coi. Phải không? Ừ. Bây giờ gì đây ai dám coi thường mình nè. Ai dám coi thường mình hết. Wow.
thiệt cái trời ơi, phá banh cái của tôi ra hết, chặt hết bông biếc gì của tôi xong rồi đào đất lên trồng lại nè mọi người ơi, coi nè. Đó, tôi cũng để hy sinh cho lịch nó phá banh vườn tược nhà tôi trồng lại hết coi. Sau này mai mốt chắc là nguyên một cái vườn bông á từ trước tới sau á. Phải không? Rồi cái gì nữa, rồi chừng nào cây trái mới có ăn. Có gieo vặt dưa hạt dưa hấu gieo rồi phải không? Gieo hết rồi. Vậy Tết này có dưa hấu ăn không? Số là Tết này có dưa hấu chân. Thiệt không? Chắc chắn là có trái luôn ha. Có chứ, nếu không là phải thưa. Thưa phải không? Nếu không có trái là thưa phải không? À. Thưa ai? Thưa chỗ bán. Thưa chỗ bán hả? Anh lại coi cái bỏ cái phân gì vô mà cho có trái. Ừ. Ừ. Trời ơi là trời nắng gì đây mà lột áo ra dục ở dưới đất luôn rồi phơi nắng cho lưng vậy hả trời. Thôi mặc áo vô đây. Cái đó gì vậy? Bì. Mặc áo vô đi là. Tôi nói là làm vườn, làm việc, làm ngày, làm đêm luôn đó. Không có tạo phản là lo làm việc. Giỏi vậy đó. Coi như là ổng cố ý ổng làm việc để ổng đừng có tạo phản đó. Phải không? Đó thấy không, hở luôn, giỏi chưa? Coi như làm việc thì quên tạo phản đúng không? Quá giỏi. Hèn chi thấy làm ngày làm đêm làm xong mệt tối đi vô ngủ. Trời ơi sao giỏi dữ trời. Ừ. Cái gì? Ờ còn đó bụi bự quá vậy. Cái bụi đó sao trồng hồi quên vậy cha nội. Vậy thôi người ta lấy bụi bự người ta trồng chỗ này đi. Bụi bự trồng đây nè. Ở đây nè. Vậy hả? Thôi mặc cái áo vô đi nha. Trời ơi lột áo hay chi vậy? Sexy chứ mà. Sexy chi chứ? Sexy mụ nội tôi. Hả? Nực. Hả? Nực. Sexy mụ nội tôi nực. Nực thôi chứ không phải là cố ý sexy phải không? Không. Nên là nực mà cởi áo ra nó cháy lưng còn nực thêm nữa. Chứ không phải là cố ý sexy. Ờ. Ông nói sexy mụ nội tôi đực. Khó ta, thằng này nói chuyện rồi cái cũng mắc cười lắm. Làm vườn mà tới đây là đem dây chuyền lắc lắc rồi còn đem vô chì rồi làm vườn tôi kêu lột ra cắt đi rồi làm. À, nó không sao đâu, đeo bao tay lên cái nó đẩy mất cái đồng hồ lại không có bị gì. Ok, thôi vậy cứ đeo. Đeo bao tay giấu đồng hồ lại phải không? Trời ơi ăn cơm đi Lịch ơi, sáng giờ không ăn gì, 1 giờ rồi. Giờ ổng dời ra hết nguyên một hàng này, ổng đào ổng trồng bông hồng hết. Nhưng mà sống không mới nói đi nha là trồng vậy thấy nó sống không? Khả năng nó sống không? Hả? Đào khí thế luôn trời.
Nhà hồi mấy đất này bưng vô hả? Là bứng ở ngoài sao ha, là ở đây á. Ừ, để cho anh Don mở cái ổ khóa đó. Mọi người, cô chú bác anh chị em thấy A Lịch giỏi không? Đây là Hằng, tại vì Hằng muốn ghi lại những cái hình ảnh mà của A Lịch làm việc á. Thật ra A Lịch làm việc mỗi ngày là thích ở ngoài vườn lắm. Nhưng mà khi hôm nào Hằng rảnh á thì Hằng mới video một chút xíu cho cô chú bác anh chị em xem. Thì theo Hằng nghĩ á, thì Hằng thấy A Lịch có ý chí tự quyết tâm để mà khống chế lại những cái thứ mà độc hại đó. Cho nên mỗi ngày như vậy nè, thì Hằng thấy là khi mà Hằng đi ra ngoài, mà những ngày mà A Lịch có đi chung với Hằng thì thôi, còn không đi thì A Lịch cứ ra ngoài vườn làm á, kiếm hết cái này làm tới cái kia làm, làm suốt ngày, làm tới tối luôn ngoài vườn không gì nè. Để mà khi nghĩ là làm nó, Hi sẽ quên mấy cái thứ mà Hi đa cái gì đừng có nghĩ tới á. Thì thực ra thấy A Lịch có ý chí thiệt sự, Hằng thấy thì Hằng cũng rất là mừng, nhưng mà hy vọng A Lịch sẽ tiếp tục như vậy, được như vậy, và sẽ tốt hơn mỗi ngày, cho tới khi mà A Lịch hoàn toàn khống chế lại được những cái thứ độc hại đó. Thật ra khu vườn của Hằng á là A Lịch nó tung lên hết trơn luôn á, làm các thứ gì trồng Hằng cũng kệ, ok cứ làm đi, miễn sao có việc làm, miễn sao làm cho nó ra mồ hôi thì cứ làm, Hằng không có nói muốn tưới bao nhiêu đó tưới. Thực ra cái tiền tưới nước đó hả, mà cái tiền để đi mua rau mua trái cây ăn đó hả còn không hết nữa, nhưng mà để cho ông tưới kệ, ông làm vậy ông làm, miễn ông có việc ông làm để ông quên mấy cái thứ quỷ kia là được rồi đó. Ông làm suốt với mọi người, làm ở ngoài vườn vậy đó. Bây giờ trời nắng chang chang nè, sáng giờ là ở ngoài vườn á, xong bây giờ đó, đào cái đất này phá tan cái này của tôi lên, xong rồi đào trồng lại bông hồng, nhưng mà có sống hay không là một chuyện nữa, chưa biết nữa đó. Cho nên nó thật ra thì những cái hình ảnh mà của A Lịch và Hùng á, thay đổi theo từng ngày á, thì Hằng cũng có chia sẻ lên cho cô chú anh chị em xem. Chứ thực ra thì Hằng không phải là Hằng bảo đảm Hằng sẽ làm được cái gì cho các anh em, nhưng mà đây là cũng là ý chí các anh em thôi. Hằng thì hết sức mình để mà giúp, thì ý chí nếu các anh em làm được thì tốt cho các anh em. Chút nữa đây một giờ thì Hằng, trời ơi, ông trồng mấy cái cây thần tài phát tài gì ông chiết ra rồi ông lấy cái đó ông che lên đỉnh cho nắng đó trời, mà che làm sao mà nó tuột không vậy, cột sao mà nó tuột không vậy.
Ủa sao gãi cỏ lên đây vậy Alex? Gãi cỏ lên đây nó chết hết rồi sao? Hả? Sao gãi cỏ lên đây rồi? Gãi cỏ lên nó đè mấy cái mầm á. Nhưng có gãi thuốc ốc không? Khi mà nó nảy cái mầm lên á, Alex phải gãi cái thuốc gì mà ốc đừng ăn á. Hay là ốc nó sẽ cắn cái mầm đó thì nó sẽ chết. Nhưng mà gãi cái này lên sẽ nó đè rồi. Nó đè đó, nó đè cái mầm nó trồi lên không được á. Như cột vậy hả? Đứng mặt coi. Cái đó là cái gì vậy? Trái su hả? Chiết mấy cái trái su ra hả? Chiết hết cái dây su ra hả Alex? Đó, cái này của Alex trồng nè. Cái gốc thần tài rồi. Chiết gan gì nó sống không Alex? Cái gốc này làm như vậy nó sống không? Hả? Sống không? Ra rễ không? Thì phải đợi thời gian. Vậy hả? Vậy mà bây giờ á hả? Chiết gốc ra nhiều quá gì lại để bán hả? Làm này để bán hay là sao mà nhiều quá vậy? Trời. Bông hồng. Trời ơi, với cái hũ hoa này đừng tưới nước nữa. Baby. Baby. Đừng có gượt mấy con mèo nữa baby. Trời ơi, nó gượt mấy con mèo. Nó cua mèo hay nó gượt mèo vậy Alex? Nó cua mèo hay là nó gượt mèo quá em. À. Vậy hả? Vậy là con chó nó ăn cua mèo hả? Gượt. Hả? Giống như Alex đang cua gái vậy hả? Ê chá, đâu có đâu. Chị vô nói là con chó nó đang cua mèo hay là nó gượt mèo? Đang cua con vợ. Mà con vợ thì nó cà trớn. Vậy đó, con vợ nào hả? Đâu có con vợ chứ Alex cua. Bà gì mới nói, vô chán sống hả? Sống chán. Sống chán hả? Trời ơi, cái này làm luống này trồng gì? Cái luống nó trồng gì vậy? Alex. Cái luống này trồng gì vậy? Em muốn trồng cái gì trước? Tại Alex thôi, cái hộp gì lên thì trước thì trồng trước. Nè, cái hộp gì nữa nè? Hộp gì vậy? Sao lụm được hộp sòn kim cương hoài trời? Lụm được cái hộp kia trắng tươi kìa trong phòng á. Vậy đó. Vậy trời ơi, xới giường xới đất mà lụm được hộp sòn kim cương hoài luôn hả? Hay là lụm được cục chân trâu nè phải không? Chắc kia hộp thiệt luôn kìa. Hộp thiệt luôn hả? Sao biết hộp thiệt? Giống như là thật á. Vậy đó hả? Trắng tươi. Có đi thử không? Có đi tiệm vàng thử chưa biết thiệt. Rồi xới đừng nói gặp hũ vàng nữa, giàu to. Hũ kim cương gì đó nè. Cái này lát nói cục này cục gì? Cục này cục gì? Cục chân trâu. Trời ơi. Xới hết cái khu vườn này lên là trồng đồ rồi. Kệ đi cho có việc để làm đấy ha. Cho có việc để làm nhá, chảy mồ hôi để nó giải khùng đúng không? Đâu có. Hả? Đâu có khùng đâu, lấy gì giải. đâu có khùng đâu, lấy gì giải trời. Tại khùng cũng chết luôn kêu khùng. Ta là ông khôn mà. Đâu phải ông khùng đâu. Có khùng đâu giải. Khùng đi kể họ. Ai khùng kể họ đúng rồi. Người ta khùng mà đâu phải mình khùng. Người ta khùng chứ đâu phải Alex khùng đâu. Ai khùng thì kể họ đi. Miễn sao là mình giỏi được rồi ha. Làm vườn mà ta nói giỏi thiệt luôn mọi người. Làm ngày làm đêm á. Xong rồi làm xong rồi vô tối hù ăn cơm cái 11 giờ rồi là ăn cơm xong là ngủ rồi đó. Té xuống là ngủ giấc tới sáng này hả? Wow, không ngày ngủ nhiều vậy khỏe không? Lúc này khỏe lắm rồi. Khỏe lắm rồi hả? Lúc này là khỏe ra rồi đó ha. Người là tươi tỉnh rồi đó ha. Nó như là giải khùng. Không phải khùng, ông khôn quên cái nó khùng hoài trời. Nó như là giải chất độc hết rồi đó ha. Giải chất độc hết chưa? Chất độc giải hết chưa?
coi như cũng biết là chất độc mới có giải tạm tạm chứ chưa có giải cho hết hả? Ừ. Vậy khi nào chất độc nó mới đào thải hết? Đâu biết được. Cái đàn này hoài thì từ từ nó sẽ giải hết à. Ừ. Ừ. Mình phải là làm việc như vậy nè. Nha. Ừ. Yeah. Trời ơi, giỏi thiệt á mọi người. Đó. Đào mấy cái luống. Ủa gì tối hôm qua đào cái luống nhiều luống mà sao đào lâu dữ vậy? Đào có nhiều đây tới tối hả? Đâu có phải lo chơi đấy mấy cái này nữa. Mấy ngày chả ra rồi chọn mấy làm mấy cái đó hôm qua đó. Coi như là busy với mấy cái đó đó. Mà sao cái tấm tre đó giờ nó sập xệ quá nè, người ta kiếm cái cọng dây cho nó đàng hoàng. Cái đó hả? Ừ, ta treo thẳng lên trên cao đó cho nó đẹp. Rồi kéo thẳng ra. Tại vì làm tạm bợ vậy thôi, khoảng tối mình lấy ra đang cho xương nữa. Tối lấy ra cho nó có xương. Ừ. Không có cần tối lấy tấm tre ra, mà tối mình mua mấy cái hũ đó ra. Thì động chân khí đâu được. Vậy hả? Động chân khí không được hả? Coi như là mấy cái hũ là mình không có mua tới lui. Coi như là không có động cái gốc nó. Động chân khí là không được. Nhưng mà bây giờ cái dây hũ hoa đó tưới nước nó chết queo, nó thúi quắc rồi. Dây hũ hoa là không có tưới nữa nha. Ồ vậy hả? Ừ, dây hũ hoa đặc biệt không tưới nữa. Tại nước nước quá rồi, nó thúi quắc, nó sắp chết rồi. Vậy. Ừ, cho nên bây giờ đó, cái dây hũ hoa đó có thể bứng ra ngoài trồng được rồi. Rồi đừng có tưới. Rồi ban ngày cứ đem ra cho nó có hưởng cái nắng nữa. Nó phải hưởng cái nắng thì nó mới tốt. Ở đây em thích trồng cái gì? Rau thơm, rau răm hay là... Mi thích rau giấp cá, Alex. Rau cá trồng đây ha. Mi thích rau giấp cá với rau răm. Thích ăn rau giấp cá hả? Với lại rau răm, hai thứ rau đó thích lắm. Vậy trồng rau giấp cá với rau răm đây đi. Lấy cái trồng chậu ra trồng á. Dạ. Rồi tới chừng nào mùa đông đi, mình để vô lại. Hồi trước đó, Alex biết Mi làm cái chỗ này, Mi trồng rau gì không? Cái chỗ vòng tròn đây nè. Bây giờ có thể Alex nhổ hết mấy cái cải ở trong đây, Alex trồng rau giúp cá, rau găm, rau thơm ở trong đây. Hồi xưa Mi trồng ở đây đó. Xưa Mi trồng trong đây nè. Cái rau thơm đó. Em muốn trồng này, em muốn trồng nó ở đây không? Tùy thôi, Alex thích chỗ nào cứ trồng đi, không sao đâu. Anh lấy uống cà phê chưa? Có, cà phê để trên bàn. Xong đi uống đi. Đi uống đi hả làm? Uống về được ha, đâu cần bự nữa hả? Anh uống này hả? Trồng rau găm, rau thơm, uống nhỏ nhỏ thôi. Ủa sao mà đôi giày người ta cho mình làm vườn mình không mang ha? Để cho nó đẹp không? Mới quá không dám mang hả? Để cho nó đẹp hả? Em rảnh không? Em rảnh ra làm vườn em mang vô. Rồi trồng ở đây nữa nè. Mi hả? Mi phải nấu cái ăn kìa. Nấu ăn hả? Nấu ăn gì đây? Có măng tây nè, xào thịt bò ha. Hay là lết xào đi. Hay lết vô nấu ăn đi. Lết rồi xong rồi nấu ăn, ăn xong rồi hết buổi chiều phải ra làm cái này. Xào măng tây với thịt bò kìa. Được hai luống ha. Làm hai luống ha. Đó, làm luống này là xế đất mịn tơi ra luôn để trồng đó ha. Trời ơi, giỏi thiệt. Mịn rồi đó. Mịn rồi. Giỏi lắm. Trời con sới kìa. Có ông khôn ông sới đó. Mà ông khôn này lạ thiệt á. Người ta cho cái đôi giày để mà ổng làm vườn đó. Mà ổng nói là nó mới quá. Ổng mang vô ổng thấy nó uổng để cho nó đẹp. Rồi ổng lấy giày cũ của ổng ra ổng làm vườn. Trời ơi ông khôn này cũng khôn thiệt chứ hả. Hồi sáng cười lắm mà thằng mở cửa phòng đó 8 giờ mấy rồi, thằng thấy ổng nằm mà có cái chai rượu, ổng uống chai rượu đỏ đó. Chai rượu đó bữa trong tủ lạnh là còn nửa chai hả Alex? Còn hơn nửa chai. Còn hơn nửa chai hả? Rồi cái mấy giờ Alex thức dậy mà Alex uống hết vậy?
4 giờ ra lá thấy gẹp với gận nó cắn hả? Nó cắn quá trời luôn. Nó cắn ở đâu? Cắn ở trên mình á. Nhưng mà trong phòng ngủ đâu có gẹp với gận đâu. Ai biết rồi, sao nó ngứa? Nó ngứa ở đâu? Mỗi ngày mới tắm mà. Nó ngứa trong da hả? Trên làn da mới. Rồi ngứa vậy bao lâu nó mới hết ngứa? Ngứa hoài luôn vẫn còn á. Bây giờ cũng còn hả? Ừ. Thiệt hả? Đâu ngứa chỗ nào lật mày coi mày gãi cho. Ở lưng quần nè. Vậy hả? À? Chỗ đâu không dám gãi rồi. Ngứa quá trời luôn. Thiệt luôn hả? Ừ. Mà có thấy nó có cắn thiệt không? Đưa cái lần coi nó có đỏ không? Trời ơi, biết vụ gì rồi đó. Mà tại vì ổng vô tư quá đi. Đâu đưa coi. Đâu coi. Không, không có gẹp gần gì hết á. Đâu có không. Đâu. Có. Không có hả? Không. Ok. That's good. Yeah. Mà thiệt hả? Nghe ngứa gần mình mãi luôn. Rồi xong rồi thức dậy lấy chai rượu uống. Nó ngứa vậy uống rượu vô hả? Đâu phải. Vậy chứ làm sao? Dạ em uống không biết á, bị gì mà tự nhiên uống rồi mới bị ngứa hả? À. Mà bây giờ cũng còn ngứa hả? Ừ. Rồi nếu mà vận động mồ hôi nó chảy ra cảm thấy có ngứa không? Không biết nữa. Thì bây giờ cảm thấy có ngứa không á? Không. Ủa không là hết rồi. Cho nên khi Alex cảm ngứa lưng quần, vận động hồi nó hết liền à? Gãi nó coi. Giường á. Hả? Mày nằm trên giường rồi mày ngứa. Ừ. Mà mấy bữa nay hồi xưa giờ có không? Hồi trước giờ ngủ gì có ngứa bao giờ chưa? Không. Bây giờ mới bị mấy ngày nay. Mới bị hôm nay thôi đúng không? Good. Nhưng mà Alex gắng nha, gắng khi mà cái nó thấy cảm thấy nó ngứa như vậy đó. Cái Alex đứng dậy, Alex đi ra xối nước lạnh tắm đi nha. Thì nó sẽ hết nha. Nghe lời Hằng đi thì nó sẽ hết à. Ha. Khi Alex cảm thấy ngứa, Alex đi ra tắm nước lạnh đi. Hoặc là tắm nước ấm cũng được nữa. Ha. Ừ. Có cách nào khác nữa không? My sẽ có cách lấy dầu sức lên chứ không có gẹp gận. Mà My biết Alex bị cái gì rồi. Bị gì? Nhưng mà Alex chống lại được cái ngứa đó, qua được nó hết chừng thêm 2 ngày 3 ngày nữa thôi là ok rồi, nó sẽ hết ngứa, nó không ngứa nữa. Nếu như Alex cảm thấy ngứa, Alex lấy dầu sức vô là một, hoặc là lấy đi ra xối nước lạnh tắm ha. Nhớ chưa? Ừ. Vậy đó, nhưng mà bây giờ hết ngứa rồi đúng không? Ngứa ở mình nhưng mà ngứa lưng quần. Ngứa lưng quần mà sao ngứa mà có gãi không? Không. Ngứa nó ngứa làm sao? Ngứa nó ít chứ. Nó giống như giống như còn gì cắn vậy. Còn cái lưng thì hồi sáng có mà giờ hết rồi. Đó thì cứ vận động như vậy đi là nó sẽ hết à. Đó cứ làm như vậy đi, cứ làm vậy đó, làm vậy vận động nó lên là nó quên cái nó hết à. Nó mới ngứa nữa. Nha. Yeah. Nó giỏi chưa? Làm việc vậy đó. Làm việc cái là ngứa ngáy vậy nó tống tiêu ra hết trơn à, ha. Nghe lời Hằng đi. Nghe lời Hằng cứ làm y như Hằng nói nha. Ừ, nửa đêm ngứa, lấy dầu để Hằng để sẵn cái dầu trên bàn có đó. Đổ sức nó lên lưng. Cái dầu mà vàng vàng á hả? Cho dầu trắng, cái dầu dài dài bự bự đó. Mất tiêu rồi. Ủa mất tiêu rồi hả? Ok, để Hằng lấy chai mới cho. Rồi cái đổ nó lên sức rồi xong cái... Hoặc là nếu cứ còn ngứa hoài chạy đi tắm. Ha, chạy đi tắm nước nóng là nó sẽ hết à. Ngồi vậy? Ừ. Không tin hả? Thì không tin làm thử đi. Đó. Đó. Giống như giờ đi ra cuốc đất hồi là nó xúc mồ hôi ra là nó hết ngứa rồi. Đó. Không cào tội nghiệp không? Nói thật ra mọi người, Alex nói Alex ngứa đó, Alex nói là Alex ngứa gần hết cả cái lưng á, mà thật ra sáng á, lúc ta, tại vì mấy ngày nay hổm gài đó, là Alex quyết tâm tự cai, thì đi cái chương trình ở đây Hằng cũng muốn nói chia sẻ cho những cô chú bác anh chị em hiểu rõ luôn là về cái chương trình mà mình để đăng ký đi cai nghiện như thế nào. Thì sự thật không phải là nói mình giống như ở bên Việt Nam nói đi cai nghiện là dẫn họ đi vô cai nghiện. Nếu nói dễ như vậy giống bên Việt Nam á thì dễ rồi, ai cũng dễ rồi, người ta đâu có nhờ tới mình đâu. Thì nếu như mà thực sự mình đóng tiền á
mà bên đây đóng tiền là dành cho những người giàu rất là mắc tiền. Mỗi tháng như vậy nó có chương trình mấy ngàn đô một tháng á mọi người, hoặc là trời ơi có cái chỗ giống như đi nghỉ mát giống như cái resort luôn á, là hả đóng mấy chục ngàn đô một tháng luôn á, cũng có nữa. Còn những cái chương trình mình xin cho những người mà vô gia cư họ đi cai nghiện đó thì rất là mình phải xin guideline, phải chờ, phải gọi điện thoại, rất là khó. Thì ở đây Hằng nói về cái chương trình của Alex, hôm ngày làm chương trình cho Alex đi cai nghiện thì gọi qua những cái bên cái gateway á thì nó cho Alex vô, lúc đó là phải chờ waiting list, là khi có cái phòng mới được vô. Thì khi chờ một thời gian, hôm đó nay cũng một tháng mấy lâu quá rồi, thì Hằng mới gọi xin qua chương trình cho Alex đi cai uống thuốc và cai tại nhà. Tại vì người ta nói chờ guideline lâu lắm thì có thể mình chuyển đổi qua chương trình uống thuốc. Thì thật sự khi mà mình làm chương trình cho các anh này á, đây là ở Mỹ, cái tuổi, cái lực trên 18 tuổi thì mới được, không có, có người, không có, mình không phải là giống, họ giống như con nít là mình, họ interview qua chỉ cái người nghiện thôi, chứ người ta không có cho mình involve vô hoặc là tham gia vô để mình nói tất cả cái gì trong đó. Cho nên chỉ có người ta phỏng vấn riêng một cái người mà xin để cai nghiện thôi. Thì khi chuyển qua chương trình để cho Alex xin đi chương trình uống thuốc thì người ta interview, thì người ta phải tùy theo trường hợp người đó nặng, ghiền nặng hay là ghiền nhẹ nữa, chứ không phải nói cai nghiện là người ta chỉ muốn cho uống cái gì uống thì không phải. Cho nên khi interview thì người ta hỏi Alex dùng những cái thứ gì. Thì sự thật là hồi xưa đó, khi Alex có tiền đó, Alex dùng cái chất heroin nó rất là mắc tiền mọi người. Cái chất bột trắng đồ hít đó, hoặc là chất heroin rất là mắc tiền. Cái đó trước đó là Alex đã dùng cái đó, nhưng Alex đã cai được cái đó 6 năm trước rồi. Thì 6 năm trước Hy cũng vẫn sống dưới suối thôi, mà không có tiền thì Hy đâu có chơi mấy cái thứ đó. Thì that's why Hy chuyển qua hút cái crypto. Tại vì ở đó mà không có tiền mà đi hút hít mấy cái loại mắc tiền, tiền đâu hít mọi người. Mà nó tự cai được cái đó thực sự là tự dưới đó nó tự bỏ thôi, nó chuyển qua nó hút crypto, cái loại nhẹ thôi, cái loại rất là rẻ tiền, 5-10 đồng tụi nó vẫn hút được. Cho nên nó chuyển qua hút crypto. Thì khi người ta interview qua, người ta dựa theo trên cái lời khai của tụi nó thôi. Thì xong người ta hỏi nó về hút crypto rồi gần sau khoảng bao lâu gì nó dùng như vậy đó, thì nó nói là hồi trước nó hút ngày 3 lần, sáng, bữa trưa và bữa chiều gì đó. Rồi sau này một thời gian thì thực sự khi nó ở dưới suối nó hút ngày hút đêm chứ cũng không phải là 3 lần. Nhưng mà khi nó đã lên bờ rồi thì nó giảm hơn, là Hằng nói thiệt luôn là nó giảm cái hút đó 70% lận mọi người. Cái đó tại vì khi nó ở trong nhà của Hằng, cái lực của Hằng rất là gắt gao. Hằng nói không được hút sách trong nhà, và không được cái gì, không được cái kia, là những lời Alex có nói trên video trước kia đó, là Hằng giao rất là chặt chẽ. Cho nên that's why hồi trước đó tụi nó vẫn có tạo phản, mỗi khi công việc Hằng dẫn đi xuống suối thì tụi nó cứ chạy đi, nó lén, nó hút này kia nọ. Hoặc là khi tụi nó lâu lâu tụi nó lén chạy đi hút, thì thật sự cái đó là nó bỏ được 70%. Thì tụi nó hút crypto thôi. Cho nên khi interview thì Alex nói là Alex hút đã hạn chế lại như vậy đó, hút ít không mà hút nhiều. Thì người ta, cho nên Alex nói là Alex đã chuyển qua, Alex có uống rượu để Alex khống chế cái hút kia. Thì cho nên người ta cho Alex qua cái chương trình giống như là người ta nói về tâm lý thôi. Tại người ta nói nếu dùng cai được ở nhà thì người ta cho nó cứ nói chuyện về tâm lý, hoặc là nó exercise một ngày nó phút sắp bao nhiêu cái và nó chạy bộ bao nhiêu mai vậy đó. Người ta cứ dùng cái cách đó và kêu mỗi ngày nó phải làm như vậy. Thì sự thật ở đây á, Hằng nói luôn cho cô bác biết là cái tình trạng của Alex hiện tại, người ta cho Alex trong chương trình không có phòng đi, Alex phải thực hiện chương trình cai tại nhà. Nhưng Hằng thì Hằng không có nghĩ Alex làm được, cái đó Hằng nói thật. Hằng mỗi khi Hằng giúp các anh em đó, Hằng chưa bao giờ đặt cái hy vọng mà hoàn toàn vô các anh em làm được hết. Nhưng mà Hằng cho những cái động lực các anh em rất là lớn. Hằng cứ nói mỗi ngày trong đầu như vậy. Thì khi mà chương trình Alex đi uống thuốc cũng không thành, không có được uống thuốc, tại người ta cho là chương trình dùng tập thể dục exercise cho mồ hôi nó chảy. Thì về Hằng mới tức quá. Thực sự bữa đó sau khi xong đi về, cái ngày thứ năm giờ từng rồi, thì Hằng ngồi Hằng khóc thôi. Hằng nói tại sao, nói tất cả rồi rốt cuộc bây giờ thuốc cũng không uống được,
Thì Hằng tức quá, Hằng chỉ khóc. Thì Alex mới nói là Alex sẽ làm, sẽ thực hiện theo cái ý chí và cái những cái về tâm lý người ta nói cho Alex. Alex không cần phải uống thuốc, Alex làm cho thấy. Nhưng mà Alex không nói là Alex làm, không có nói với Hằng, không hứa luôn. Alex chỉ nói đơn giản, ok, để cho Alex tự làm. Thì sự thật thì từ cái ngày đó, hôm đó nay cũng một tuần rồi, thì Alex cứ dùng cái sức đi ra giường làm việc, làm hết cái này làm cái kia, làm suốt ngày, cái đó là sự thật luôn. Mồ hôi chảy ướt mình ướt mẩy làm suốt ngày. Và Alex không có chơi những cái thứ đó. Từ khi Alex đã tạo phản và bước chân về nhà, bắt đầu Alex nói Alex sẽ làm. Thì cái đó sự thật, Hằng không có tin 100%, nhưng Hằng theo dõi thì nó đã được 80% rồi. Thì Alex làm như điên luôn ở ngoài giường, tối vô xong mệt ngã xuống ngủ. Thì những cái mà Alex lúc nãy nói mà Alex bị ngứa đó, là ngứa cùng mình cùng mấy, ngứa gần gần đó, đó là cái triệu chứng nó, cái cơn ghiền nó hành. Nó hành cho nên nó làm con người rất là ngứa ngáy khó chịu mọi người. Cho nên Alex không có biết nữa. Thì Hằng cứ nói lấy dầu sức vô hoặc là đi tắm như vậy đó. Hằng bày cái cách đó. Rồi Hi có thể cho Hi uống chút chút rượu đỏ, Hi cũng uống, uống nó có dằn được cái đó xuống thì Hi tự Hi uống. Nhưng mà Hằng không có nói là cho, nhưng mà Hi tự động Hi đi lấy, mà không có uống nhiều. Tại rượu ở trong nhà của Hằng có bao nhiêu rượu Hằng biết mà, thì uống bao nhiêu Hằng cũng biết. Chứ không phải là để cho họ cai được cái kia mà họ ghiền cái rượu. Thì Hằng không có muốn làm như vậy. Thì Hi có uống chút chút thôi, đôi khi 2-3 ngày Hi mới uống một lần, chứ không phải là ngày nào cũng uống. Nhưng mà thật sự Hằng thấy cái ý chí Alex có thật. Khi hôm qua mà Hằng đi suối, thì đi mỗi lần đi thì lúc trước Hằng đều sách theo, Hằng không dám để ở nhà. Nhưng hôm qua Alex nói Alex không có đi, đi suối Alex không có đi nữa, Alex ở nhà, Alex chồng làm vườn. Nhưng mà thật sự thì khi Hằng đi, Alex ăn cơm rồi Alex ngủ. Ngủ thì khi về á, thì Hằng mở cửa phòng, Hằng thấy Alex thức dậy rồi. Và Hằng nói thôi đi ra làm vườn đi. Thì Hi mới đi ra làm vườn cũng khoảng từ 4 giờ 5 giờ đó, Hi làm cho tới gần 11 giờ mới vô ăn cơm. Thì khi vô ăn cơm xong rồi là đi tắm xong là ngã xuống là ngủ liền luôn tới sáng đó. Mà khoảng Hi nói 4 5 giờ Hi ngứa quá, Hi ngứa hơn ngứa cùng mình mẩy, mà Hi không biết Hi nói sao, gẹp gẹp chí kiến gì nó cắn. Nhưng mà thật sự không có, trên trong giường trong phòng đâu có gẹp kiến gì đâu. Đó mà đó Hi không biết thôi, Hi nói vậy thôi. Nên Hằng kêu lấy dầu sức vô, hoặc là gẹp nó cắn thì đi tắm. Mình cũng cứ dùng đó, mình nghĩ đó là Hi nghĩ gẹp cắn, chứ đừng có cho Hi nghĩ qua cái khác á. Nhưng mà thật sự đó là cái cơn thuốc ghiền nó không có trong người. Nó làm rất là khó chịu, đau nhức cái xương. Tại vì Andy có chia sẻ, Andy nói lúc đầu á, nó rất là đau nhức mình mẩy. Và ngủ, ngủ rất là nhiều. Thì cái đó là sự thật, Alex ngủ rất là nhiều luôn. Đó. Hiện tại Hùng cũng vậy nè. Hùng nó ngủ tới cái mặt nó mập lên đó mọi người. Tại vì cái đó nó không phải giống ở bên Việt Nam mấy người nghiện về cái chích. Tại vì mấy người nghiện chích là nó lạnh trong máu rồi mọi người, cho nên rất là khó cai. Cái đó là thật, cho nên nhiều người không hiểu, cứ nói mấy người ghiền xì ke là rất là khó cai. Nhưng ở bên Mỹ người ta chơi, người ta hút thôi, hút mấy cái crystal thôi, rất là dễ cai nếu như ý chí. Tại rất là nhiều người cai được rồi, họ nói cái đó ăn thua ý chí thôi. Cho nên that's why khi Hằng có nói giữa Hùng và Alex, Hằng nói mỗi ngày thì Hằng nói tức quá. Đôi khi những cái khóc của Hằng là khóc trong cái tức tối. Hằng muốn, tại sao muốn các anh em tốt, Hằng nói bao nhiêu lần, nhưng mà các anh em phải gắng cố gắng. Cho nên Hằng đôi khi Hằng tức quá Hằng có khóc, thì có động lòng được cho tới Hùng và Alex. Cho nên họ thấy họ sẽ làm, họ gắng cố gắng họ sẽ làm. Thì thực sự ra thì Hùng thì chờ cho cái chương trình mà Hằng đã gọi, Hùng đã interview qua 2 ngày rồi, mỗi ngày interview 4 tiếng đồng hồ. Thì khi đó thì Hằng mới nói là Hằng muốn có thẩm quyền để nói chuyện. Thì người ta có nói là phải có Hùng phải say yes, và Hùng phải chấp nhận ký trong cái tờ đơn. Hằng là người đứng phía sau lưng và biết hết những quá trình của Hùng, trong hồ sơ của Hùng như thế nào. Thì Hùng đã ký tờ đơn, và thứ hai ngày hôm qua thì Hằng được một cái cuộc nói chuyện điện thoại 1 tiếng mấy với trên cái chỗ trung tâm cai nghiện. Thì người ta có nói là không phải nói đi là đi,
người ta phải chờ xét duyệt lại cái hồ sơ, người ta dành cái hồ sơ nào cho những người cái trường hợp nó quá nặng mới lấy được cái chỗ ở luôn. Nhưng hôm qua thì Hằng trình bày hết là Hùng ngay từ đầu là cũng nằm trong cái tình trạng quá nặng, họ sống ở dưới suối, họ rất là dơ giấy, họ rất là nghiện nặng, không còn là một con người. Nhưng hiện tại Hằng đem lên, họ trả lời trong những cái tỉnh táo và cái hình ảnh đẹp tỉnh táo đó là tại vì Hằng đã đem lên bờ được một tháng mấy, cho nên Hùng mới có được cái hình ảnh đó. Chứ hiện tại sometime Hùng đi hút về những cái hình nào rất là dị hợm trong sống trong một cái gia đình, Hằng có con nhỏ, Hằng rất là sợ, Hằng cũng có trình bày hết. Thì người ta nói người ta sẽ gắng cố gắng, cái cô đó của người Mỹ, cổ nói là cố gắng để cổ trình lên sếp, trình lên sếp của cổ, và thứ tư này cổ sẽ trình lên sếp và cổ sẽ còn phỏng vấn lại Hùng nữa. Thì cổ nói trong thời gian này thì Hùng có thể là đi ra ngoài làm việc chung với Hằng, khi Hằng đi ra ngoài để quên đi những cái cảm giác đó, và Hùng có thể làm vườn hay là exercise tất cả các thứ. Thì cổ cũng nói y giống như là cho chương trình Cai Tại Nhà mình phải làm cái gì thôi, thì cũng giống y như chương trình Alex đang làm. Alex có thể làm vườn, có thể exercise, có thể chạy bộ để quên đi mồ hôi nó ra, để quên đi những cái thứ mà mình đang muốn khống chế. Cho nên mấy anh em này họ hút cái khuyết tàu, cái ý chí họ có, họ rất là dễ cai mọi người, chứ không phải khó. Tại vì khó là họ chích những cái heroin, họ hít những cái heroin, hoặc là họ chích, những người chích là nó quá nặng, nó vô máu rồi không thể cai. Cho nên Hằng có thấy những cái comment ở trên mạng nói cai nghiện không phải dễ, công nhận không phải dễ, cho dù họ hút đi chăng nữa mà họ phải có ý chí. Còn khi họ đã dùng cái chích vô máu thì rất là khó. Nhưng tình trạng của Hùng với Alex là chỉ hút khuyết tàu thôi, không phải là chích. Cho nên nó rất, nếu như ý chí của hai người này mạnh thì rất là dễ mọi người. Đó, cho nên Hằng cũng thông báo cái tình trạng của Hùng là như vậy đó. Hôm qua Hằng có một cuộc nói chuyện điện thoại một tiếng mấy rồi, thì vẫn là chờ, vẫn trong chương trình để chờ. Và cái cô này nói cổ sẽ trình lên sếp và cổ sẽ cố gắng hết sức mình. Và cổ cũng nói thì Hằng cũng nên cẩn thận, an toàn của Hằng là trên hết. Thì Hằng nói Hằng cũng dùng hết cách luôn để Hằng giữ cái an toàn của cha, gia đình của Hằng. Và Hằng cũng đã hiểu ý được Alex và Hùng. Cho dù họ có hút, họ có nhiều thứ, họ nói nhảm, họ mất tính người, và cho dù cái gì đi, Hằng theo dõi cái tình trạng của họ rất kỹ. Cho nên Hằng gắng cố gắng hết sức để Hằng giúp hai anh. Mà nếu như hai anh có ý chí thì hai anh sẽ cai được. Mà trước mắt thì Hằng lúc nào Hằng cũng giữ an toàn của gia đình của Hằng. Thì trong nhà của Hằng nói chung camera nó đầy hết, từ cái cửa phòng của Hằng ngủ, từ cửa phòng của hai đứa nhỏ và con của Hằng ngủ, từ cái cửa phòng và từ những cái gì mỗi khi hai người này bước ra phòng khách lấy đồ ăn, bước ra nhà bếp, bước ra khỏi phòng là camera nó đã báo trong điện thoại của Hằng tính toán hết. Cho nên thực sự thì ở trong gia đình khắp everywhere là camera đều có. Thì Hằng đương nhiên Hằng giữ cái an toàn của gia đình Hằng là trên hết, mà Hằng cũng dùng hết sức của Hằng ra để Hằng có thể giúp được hai anh. Thì đây cũng là ăn thua ý chí của hai anh nữa. Thì Hằng không có bảo đảm là hai anh sẽ làm được, nhưng thực chất hai anh đã đi từng bước một được 80%. Cái đó Hằng nói sự thật, tại vì sống chung trong căn nhà mà, từng bước một và chịu tuân theo những cái quy định của Hằng. Chẳng hạn như Alex, Hằng rất là mừng luôn. Alex tự biết khống chế, mà Alex còn biết nói cái đó nó ngứa không biết con gì cắn, nhưng thật sự cái đó nó đang chăm chích. Khi mình không có dùng cái đó lâu ngày, nó lên cơn ghiền, nó chăm chích, nó làm rất là khó chịu. Nhưng mà Hằng cứ giả lả, Hằng nói cái đó chắc ngứa cái gì đó, lấy dầu sức này kia vậy thôi. Mà Hi nói rất là vô tư, đôi khi thấy rất là tội nghiệp. Hi nói thiệt hả? Yeah, thì tình trạng như vậy, hai người là trong quá trình như vậy đó. Thì Hằng muốn chia sẻ những cái hình ảnh mà của Alex làm vườn mỗi ngày đó, làm vườn như thế nào rồi làm cái gì, để chia sẻ lên cho mọi người coi và cô chú bác coi là trong quá trình Alex đang tự khống chế cai nghiện như thế nào đó. Chứ Hằng đâu có nói bảo đảm là sẽ làm được cho các anh em 100% đâu, nhưng mà mình cũng cho các anh em một cái cơ hội như vậy đó. Yeah, đây là những cái thành quả mà của Alex trồng không nè. Lôi từ ở ngoài vô rồi á hả, làm trời ơi, rau má này khi chăm sóc lại rồi nó tốt quá luôn. Alex ơi, trời ơi, cái rau má sao Alex làm lại cái rau má nó tốt dữ vậy? Nhưng mà có cái rau cần thì nó cũng tốt lại rồi, mà cái rau đắng thì chưa tốt. Cái rau đắng chắc cắt hết đi rồi cho nước vô hả?
À, lấy có khiếu trồng đồ hả? Giỏi quá. Đây nè, nói nghe nè, cây ớt đừng có tưới nữa nha, tưới nữa cái lá nó úng rồi đó nha. Ờ, đừng bao giờ tưới cây ớt nữa, nói nghe, cây ớt này thêm 3-4 ngày nữa mới tưới nha. Ừ. Đó, đây là cái cây phát tài nè. Cây phát tài của Alex trồng nè, mà cắt ngang rồi. Cây phát tài có thể cho nước nhiều thì không có sao nha Alex. Tại vì cây phát tài nó cần có nước để nó lấy cái ra cái rễ trước đi. Ừ. Đó, bây giờ cắt mấy cái gốc này ra đó là để ương để bán phải không? Hay là để tặng những khán giả mến mộ? À, tặng những khán giả mến mộ. Ồ, coi như mấy cái gốc thần tài này nếu như mà nó lên được cây đó thì những khán giả mến mộ đó là Alex tặng đúng không? Nè, nè. Cái này cũng vậy đúng không? Dạ. Nếu mà khán giả mến mộ thích thì Alex tặng đúng không? Đó, Alex nè, bỏ ra từng chậu gì nè để tặng khán giả mến mộ đó nha cô chú bác anh chị em. Nếu mà những khán giả nào mến mộ Alex, Alex có những cái chậu kiển rồi tới đây thì Alex sẽ tặng nha. Đó, thật ra Alex có khán giả mến mộ rất là nhiều luôn. Đi ra đường có rất là nhiều khán giả mến mộ, rất là thương luôn. Rồi thậm chí những người tìm tới nhà hàng xin chụp hình với Alex luôn. Cái đó là thật á. Đó, nhớ không? Bữa kia mấy chị tìm tới nhà nói muốn được chụp hình với Alex đó. Ừ. Hết xảy luôn, đúng không? Trời ơi, giỏi cũng hết sảy luôn. Quý quá. Quý quá luôn. Ừ. Trời ơi, mà làm vườn mà đeo đồng hồ Gucci không, mọi người hằng kêu lột ra cất đi, đưa hằng cất cho. Khi nào đi chơi mới đeo. Hi nói đồ thiệt mà đeo đâu có sợ hư. Xong rồi Hi nói là Hi đeo xong rồi á, cái Hi lấy cái bao tay Hi đậy giấu nó lại cái gì đây. Hằng nói ok, vậy cũng được. Đó. Nhưng mà Hi nói á, hằng nói á, cái đồng hồ này đừng bao giờ bán nha, mà có lỡ mà đi bán nửa giá nhớ bán lại cho hằng nha. Chọc em vậy. Nhưng em nói không có bán đâu, thích lắm. Thích lắm cái đồng hồ này đúng không? Ừ. Thích lắm luôn đúng không? Không bao giờ bán đúng không? Ừ. Ừ, bây giờ lấy mấy chậu này để trồng cái gì nữa? À. Để trồng mấy cái poultry đó. Ồ, trồng mấy cái poultry. Dẹp chỗ. Dẹp chỗ đó vô đằng này. À, đang ấy cái gì vậy? Trồng lên làm luống đó. Làm luống để trồng đồ hả? Uh-huh. Trời đất ơi, bây giờ cứ lựa mấy cái chậu nhỏ nhỏ, trồng được cái gì vô trồng. Rồi khán giả nào mến mộ thì tới thì cho phải không? Uh-huh. À, trời ơi, quý lắm mà hả? Ừ. Cái giỏi gì vậy đó. Cái mặt không có tạo phản, dễ thương dễ sợ không ha mọi người? Cô chú bác thấy không? Đó đâu dòm lên coi. Vậy cái mặt có tạo phản không? Không. Vậy là coi như là bây giờ là gắn là không có tạo phản nữa rồi phải không? Ừ. Phải không? Dòm lên đây coi. Phải. Phải hả? Ừ. Ồ, giỏi dữ vậy trời. Wow. Ủa cái này nó bể vậy giờ cột lại hả? Vậy đó, bây giờ đi lượm hết mấy cái chậu nhỏ nhỏ. Ở ngoài trước có chậu nhỏ nhiều lắm hả Lê? Lấy vô hết rồi. Lấy vô hết rồi hả? Ừ. Không biết nó đi đâu. Lấy vô ở đâu? Lấy vô có để có xài mớ sao không biết. Ừ. Bữa ăn Hùng lấy bỏ ra nó trồng ớt rồi. Ừ. Rồi có muốn chia sẻ gì với cô chú bác anh chị em nữa không nè? Khán giả đang mến mộ, đang trông chờ Alex từng ngày thay đổi đó. Ừ. Thì Alex sẽ thay đổi từng ngày như thế nào nè, ngồi xuống đây chia sẻ ăn chút xíu đi. Ừ. Rồi đợi tí, đợi tí, đợi tí qua đây smoke break. Ồ vậy hả? Qua đây smoke break mà mới nói hả? Trời ơi, tôi đang video Alex hút thuốc rồi, phà khó gì mặt tôi sao? Thì nói chuyện xong đi, hút thuốc là mình đứng phải đứng xa phụ nữ, hiểu không? Ừ. Ừ. Rồi sao? Giờ xới nữa, xới bứng cái đó ra nữa hả? Mấy cây này coi chừng mấy cây gần mọc à. Cũng làm kiển được. Làm kiển được hả? Vậy là cứ bỏ ra từng chậu vậy để tặng khán giả đúng không? Ừ. Chân vô phòng cho đẹp. Nếu chân phòng á là phải mua chậu đẹp đẹp, nhỏ nhỏ, nó sạch sẽ. Văn phòng, văn phòng. Ờ, văn phòng. Trồng cho văn phòng. Như vậy giờ á, ai làm việc ở văn phòng á thì liên lạc với Alex để có mấy chậu kiển đẹp ha. Phải không? Về palm trees. Về cái gì?
palm, 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 palm tree, palm tree. Đó, giờ vẫn nghe chồng vậy đó hả trời. Trời ơi, ông thần này cười chưa? Vậy đó hả? Giỏi dữ vậy, làm vườn suốt luôn. Bây giờ cứ làm gì đây nè, Hằng sẽ quay cho cô chú bác theo dõi Alex coi những cái thành quả trồng cây á, từ từ nó sẽ như thế nào nha. Những cái cây nó sẽ đâm chồi phát triển rồi rau cỏ ở trong nhà khi nào mới được ăn ha. Ừ. Bây giờ có vô nấu ăn trước không? Nấu ăn thì không biết mấy giờ, khoảng 10 giờ đi nấu ăn cho lên được rồi. Bây giờ 10 giờ mấy rồi? Wow. Dạ thôi vô giờ xào thịt bò với cải đi. Không phải cải, xào với gì đó, măng tây á. Chưa tới 10. 10 giờ mấy hả? Wow. Oh my gosh. That's quick. Trời ơi, ông bứng lên hết. Yeah. Cũng bỏ chứ đâu có tiền. Dạ thôi, cứ trồng được thì cứ trồng, đâu có sao đâu. Trồng được để tặng khán giả ha. Khán giả nào mến mộ thì tới đây á, thì xin một chậu kiểng rồi chụp hình với Alex. Rồi Alex có nhiều khán giả mến mộ lắm á. Nhiều chị em cô đều tới đều tìm Alex không à. Đó, cho nên mình nó phải gắng sao để mình được xứng đáng cái những cái yêu thương mà cô chú bác đó dành cho mình ha chị em. Mấy chị em, nhất là mấy chị phụ nữ á, mến mộ Alex quá trời luôn á. Sao vậy ta? Nhất là mấy chị phụ nữ mến mộ Alex quá luôn á. Chắc mến cái tài hoa là trồng cây gì mà. Chỉ có mến cái tài trồng cây thôi hả? Những cây trái đó. Vậy đó hả? Thấy trồng cây rồi mến luôn chứ không phải mến cái vẻ bô trai hả? Hả? Nếu có cái đó nữa thì quá quý. Vậy hả? Có đó nữa quá quý. Chứ không phải mà mấy cô gái thấy là bô trai quá rồi mến mộ hả? Trời ơi, nhiều cô gọi cho Hằng rồi gửi hình qua rồi kêu để làm quen với Alex luôn. Mà hổm ngày cái phone là hả, Hằng đã tịch thu cái phone rồi, đi đổi sim. Tại vì cái sim trong đó nó toàn là hả quỷ thần ma quỷ gì ở đâu dưới suối đầy hết trơn. Nên ra Hằng giục sim đó, Hằng đâu có cho xài đâu. Tịch thu cái phone lại hổm ngày. Ổng bơ mỏ luôn, ổng không có phone gì mà ổng cũng có đòi không gì nha. Thiệt là tội nghiệp á. Gặp người khác là la um sùm hả? Gặp người khác la sùm đó mà ông thần này nhiều cái ông cũng ngoan lắm à. Ổng cũng đòi phone luôn. Còn cái laptop của ổng hả, ổng dọc banh luôn. Rồi bây giờ mấy ngày nay ổng đâu có laptop, đâu có phone gì ổng xài đâu, cái tuần nay rồi. Rồi tối ổng làm mệt, ổng vô ổng ngủ à. Chẳng phone phiết mà chẳng laptop gì á. Ủa cái phone là như không có xài 2 tuần rồi. Hàng tịch thu lại từ bữa mà tạo phản ở dưới suối tới bữa nay đó. Tịch thu lại luôn rồi xong nó để đi đổi sim mà chưa có đổi nữa. Tại vì trong sim nó toàn là ma quỷ gì đâu không à. Phải không? Alex có công nhận trong cái sim đó ma quỷ thì gọi Alex tùm lum rồi đúng không? Phải không? Chắc vợ vua. Đó, con nói chắc vậy đúng rồi. Cái gì vậy? Rồi bứng hết cái cây su của tôi ra, rồi chặt từng khúc ra, rồi ghim xuống lại vậy hả? Sống, ôi cái này rau má nè. Đem trồng không? Đó. Vậy hả? Đem chỗ khác trồng hả? Trồng ở đây luôn hả? Cho nó lên vậy. Rồi từ từ nó sẽ trở lại. Trời ơi, vậy là ở phía trước hôm qua là xới hết cái bông hồng là làm lại hết rồi đó ha. Giỏi thiệt. Ngồi ông phân ra cây nào rồi ông xù xì mình nào, ông suy nghĩ cây nào phải trồng cái gì vậy đó, cái ông nghĩ ông nói mình nào ông à.
cái bữa kia ông nói khôn lắm, nó mắc cười lắm mọi người. Ông thấy mấy cái tai nghe lỗ tai có điện thoại đó, cái ông nói để ông lấy một cái ông đeo, mà khi ông đeo vô ông lỡ ông có nói chuyện mình đó, cái người ta không biết á thì người ta tưởng mình đang nói chuyện điện thoại, cái người ta không có nói khùng. Tại vì ông nói ông hỏi cái nói chuyện điện thoại, nói chuyện một mình hoài người ta nói khùng á, cái ông nói thôi để ông lấy cái tay đeo điện thoại vô, cái nếu mà lỡ ông đeo á phải không, cái ông có nói chuyện mình cái người ta tưởng nói chuyện điện thoại đúng không, cái người ta không có nói ông khùng đúng không. Người ta tưởng đâu là ông đang nói chuyện điện thoại đó, trời ơi, ông suy nghĩ nhiều cái ông khôn mà cố luôn. Lát mấy cái ghế đó biết vậy gì không, cho má đó. Khôn bà cố luôn á. Khôn bà cố luôn á phải không hả. Trồng đủ thứ hết trơn á. Cái việc làm vườn là cái niềm vui của Alex á, đúng không Alex? Alex thích làm vườn lắm luôn hả? Trời ơi, cũng may là cái khu vườn nhà chị Hằng nó rộng quá trời quá đất, tùm lum đất đai trống luôn. Thành ra ổng muốn cuốc chỗ nào ổng cuốc, kệ ổng đi. Hằng cho ổng phá banh khu vườn ra, ổng tưới nước á hả? Trời ơi, một tháng bây giờ không biết đóng nhiêu tiền nước nữa nè ông thần. Ông thần ông tưới kiểu này cây cỏ nó thúi gốc hết mà không biết một tháng tôi phải đóng bao nhiêu tiền nước nữa đó ông thần hả. Cười quá à. Gò má đây hả? Biết giỏi luôn rồi trời. Sau này cô nào mà gặp Alex có phước lắm rồi nha. Hả? Alex. Cô nào mà gặp được Alex là có phước lắm à. Alex làm vườn nè, Alex giỏi nè, Alex biết nấu ăn nè. Phải không? Em nào mà lọt vô được mắt xanh của Alex là có phước lắm rồi nha. Phái dữ là lên hương. Khoái quá rồi đó, nghe cười móng chân là biết khoái quá rồi đó, phải không? Cười móng chân luôn đó. Cười móng chân luôn rồi chứ. Cười móng chân, cười mỉm cười duyên đó mà. Cái này cười móng gì giờ lên, cái này móng chân hay là móng kho? Đang cười đó, móng chân móng kho. Trời bận quần rộng giống như cái bà vậy trời. Bận quần rộng đi ra làm vườn giống như cái bà vậy. Bây giờ cuốc ở đó nữa hả? Thôi đi vô rồi, nấu ăn trước đi. Cái này đó, giống như làm dâu vậy đó. Làm đó. Bây giờ ai đạp lên đó rồi? Đạp gì? Tôi mới đạp. Thôi xới lại đi. Bây giờ giống như làm dâu vậy đó ha. Keep cho Alex busy luôn. Sáng ra thức dậy cái ra làm vườn. Làm vườn xong cái giờ tới giờ thằng kia thôi vô nấu ăn đi. Nấu ăn xong rồi ăn rồi nghỉ chút nữa ra làm vườn tiếp. Ha. Ok vậy thôi vô nấu ăn đi. Đó, không ngày là có cái Gucci mới chịu đeo bao tay nha mọi người. Còn hả, từ bữa cái bữa mà không có Gucci là làm vườn không bao giờ đeo bao tay. Bây giờ có cái Gucci là tại vì á, thôi đừng cái kéo quá bứt xương sống đó. Là ổng sợ hư cái Gucci của ổng, ổng mới đeo đó. Mà hả, làm vườn ổng nói thôi đồng hồ thiệt mà cũng đeo luôn, không có gỡ ra đâu. Mê cái đồng hồ dữ lắm, đồng hồ đó dữ lắm. Cái luống này tính làm gì? Trồng gì? Luống phân này. Cái làm luống về ra tới đây luôn. Bằng ở đó. Luống này cũng về hết. Vậy hả? Để cho nó đều. Cho nó đều. Từ đây vô tới cái tường. Tới trong cái cây đó luôn. Cái tường luống. Là coi như là làm hết cái vườn rau luôn á. Trồng nguyên dãy vô đó. Trời ơi, khán giả mến mộ ơi, gái coi coi có ra cây trái nhiều nhiều để chia cho những khán giả mến mộ ăn nha, thành quả của Alex chồng nha. Nhưng mà không biết chừng nào có ăn thì chưa biết nha. Alex nói á, là Alex sẽ trồng dưa hấu để Tết này có dưa hấu chân ở trong nhà.
À, thằng cũng hy vọng coi có không. À, tháng mấy có à, dưa hấu Alex nếu thường thường. Ồ, tháng 2 là Tết chưa? Tháng 2 là Tết đó. Ồ, vậy đó hả? Là sẽ có dưa hấu đó, hả? Nhưng mà phải coi mua những cái phân gì để bỏ cho có trái nữa đó Alex. Ừ. Có mua rồi. Rồi thôi vô nấu ăn đi. Ly cà phê đâu uống đi rồi vô nấu ăn đi rồi xong rồi chiều phải ra làm nữa. Mà nhớ khi làm là phải đeo bao tay như vậy đó nha. Cái bao tay đó dơ cái mình giặt mình phơi khô lên. Đó, bên kia là ổng gieo hột đó nha. Trời ơi, ổng gieo hột xong rồi cái ổng lấy mấy cái này ổng đậy. Đó, giờ ổng ngáp nữa rồi. Đây nè, buồn ngủ hả? Không sao đâu, vô nấu ăn đi, nó quên nè, nó không có ngủ. Đây nè, ổng đậy cái này nè, ổng gieo hột nè. Đó, đó ổng làm nguyên một cái luống đó, ổng gieo đủ thứ hột đó mọi người. Rồi xong rồi, ổng nói để ổng bứng ra ổng trồng nếu mà lên hột. Trời ơi, ổng gieo hột rồi ổng dí, ổng đậy nó lại. Ủa dí đậy lại, đừng có cho con gì vô vậy. Con gì vô đây? Mấy con bớt thì mấy con gì nó ăn. Cái này là mấy con bớt thì nó vô được rồi, chỉ che mấy con mèo thôi. Mèo. Mấy con mèo nó không leo lên, nó ỉa đó. Trời ơi, có nảy mầm chưa? Mấy cái này là chưa nảy mầm luôn hả? Lấy cỏ đậy lên này nó đè cái mầm không? Nhiều khi đậy cỏ gì nó đè cái mầm không? Cái này thuốc ốc gãi rồi hả? Dạ. Cái này mình tưới nước thì thuốc ốc 2-3 ngày mình gãi vô 1 lần nha Alex. Nó hơi sợ nó tan hết. Mình định đợi cho nó ra, nó lên lên mầm. Mới gãi thì. Đúng rồi. Giỏi thiệt á chứ ha. Ông giỏi ông làm việc vậy đó. Ông làm việc mỗi ngày vậy nè, nó qua ngày đó. Không mà hay thiệt á chứ. Không, em thấy thiệt có ý chí. Có ý chí, có ý chí lắm mọi người. Khi không có màng gì tới cái kia hết á. Lúc trước ha là cứ canh chừng đi đâu là lén là chạy. À, màng tới cái kia lắm, rồi để ý cái kia lắm. Mà bây giờ cái này mình thấy tỉnh bơ như không, không có màng tới cái kia, không có nhắc tới không gì hết á. Hay, nếu được như vậy hoài thì tốt lắm. Nó bày khu vườn tôi cũng trồng mà trời. Cái dây đó chắc gỡ để cột đó nha. Gỡ gì vậy? Đi chị. Buộc mấy cái rớt á hả? Cái dây chị đó hồi đó mi buộc không đó là mày làm hàng gạo mày cái đó mày làm không á là không tin hả? Thôi kia là không có nghĩ chị hàng làm được vậy hả? Đâu có nó tin chứ mày làm á giỏi quá mà. Mày dựng lên cái đó là tự tay mày dựng luôn, là tự tay mày đi hôm mày bô mua cái mấy cái cây gỗ gỗ nhỏ nhỏ này về làm lên cái đó là cái dàn bầu á. Thấy giỏi không? Thấy chị hàng giỏi không? Yeah.
rất là giỏi. Ừ, rất là giỏi phải không? Chắc chồng hôm qua với bầu bên đây ha. Ở đâu? Đây nè. Là nguyên cái dãy đó là hôm qua với bầu luôn hả? Ừ. Ừ. Cho nó làm cái nhà này. Rồi đây. Ừ. Chờ tiếng. Ừ. Yeah. Sao cũng được. Hết nghĩ chỗ nào làm được thì lát cứ làm thôi. Ơi, mấy cái trái này nó ngọt lắm, người ta cắt hết trơn rồi lát. Mấy năm kia hả, nó nguyên cái cây này nó gieo qua đây nè. Bây giờ người ta cắt hết rồi. Trái này ngon lắm. Ừ. Năm nay chắc không có trái ăn rồi. Có ít hả? Có mà ít, mình bắt cái thang đây mình hái chút chút. Anh hybrid á. À. Anh muốn thì anh làm hybrid. Làm cái nào? Làm hybrid á, chiếc nhánh á. Thôi. Không thế nào. Ở nhà mình có cây nè, mà tại vì cái cây đó trái không ngon thôi. Còn cái cây của người ta trái ngon quá. Ừ. Có thể bỏ phân thêm á. Alex lấy cái hộp bữa hổm mình có mua cái bỏ trái đúng không? Alex bỏ vô góc nó một nắm. Rồi tưới nước. Thôi nhà người ta mình đừng có qua đó mình chiếc mình lấy không được. Cái nhánh này phải không? Ờ cái nhánh này nó cũng được nè. Ừ. Ừ. Thì rõ vậy thôi, chẳng đâm lỗng tai à. Trời ơi, làm vườn mà không chịu lấy nón lá đội. Lấy nón lá cho lết đội, đừng cho nắng đen nha. Đội nón lá đi, đừng cho giống nông dân quay phim mắc cười lắm. Để lấy thử cái nón lá cho lết đội nha. Biết nón lá không? Ừ, đội lên. Chứ giống nông dân biết không? Trời ơi, bây giờ ăn ngày ăn đêm có ông mập kìa trời. Mập cái đà này rồi còn mập nữa thì sao Alex? Đi không nổi luôn á, đừng ăn ban đêm nhiều. Ông nằm lăn nằm lóc đâu, ông ăn trời ơi, ông ăn tức cười lắm. Ủa sao không thấy? Sao không thấy? Hay hả? Ừ. Ăn mà nằm không đóng cửa phòng thì ai không thấy, đi qua lại ai không thấy chứ. Đó sao? Có chứ. Xíu hả? Ừ. Ừ. Này. Này. Ừ. Rồi thôi đi cho nấu ăn đi. Nấu ăn xong rồi, ăn xong rồi nghỉ trưa, nghỉ mệt rồi chiều chiều ra làm tiếp. Ừ, thôi kể đi, chiều mới ra làm đi, bỏ đó đi. Rồi xong rồi, muốn đi lên trên nhà mơm bứng mấy cái gì về trồng nữa không? Ừ. Có muốn đi lên nhà mơm bứng mấy cái gì về trồng nữa không? Cái gì coi? Ồ, đi hái cái trái gì đó, blackberry, trái đen đen nhớ không? À, ở đâu? Ở trên nhà mơm Alex đó, hồi bữa cái cây ra ngoài đó, nhiều lắm, bữa nay chín nhiều lắm. À. Trái nó ngọt lắm, Alex hái ra đem cái thang theo. Nếu mà có đi á, mình lấy cái thang theo. Có cái thang mới đó, bỏ theo trên xe. Vẫn có thang mà. Có không? Ở vẫn có thang không? Ồ. Đó. Trời ơi, trái đó ngon lắm Alex. Ừ. Cái gì vậy? Không có gì. Điều gì. Rồi thôi dẹp lại đi. Đi vô nấu ăn đi. Bỏ ra đi rồi nấu ăn xong rồi chiều hết ra làm. Ha. Ừ. Đậy. Mấy cái nhánh cây vậy đó mà bữa hổm cũng đi lượm. Nhánh cây ở nhà thiếu gì mình muốn đậy mình cắt nhánh cây ở nhà nữa lên. Bữa hổm mình thấy mấy nhánh cây ngoài đường vậy cũng đem lượm đem về nữa đó. Đang để đậy. Trời ơi, cái ông thần này. Sao ông gào lại nó không làm kỹ. Trời ơi, ông đi muốn làm gì ông làm, miễn sao ông có chuyện cho ông làm được rồi. Ông đừng ở không là được rồi. Nếu không thì sẽ suy nghĩ tới tạo phản. Mà kiếp ông busy vậy đó, ông không có thời gian để ông suy nghĩ chuyện kia. Uh-huh.
Thôi vậy hết làm đi, mi đi vô nha. Ừ. Nghe hồi vô nấu ăn phải không? Đi nấu trễ quá không có cơm ăn à. Mi nấu cơm rồi, Alex vô xào đồ ăn đi. Ha. Mi đi vô á. Ok. Trồng cái nào? Rau răm. Trồng hết xuống luôn hả? Ủa cây quế đó mấy cây mà nó chết hết cây? Bà hai cây, ba cây. Ừ, tại sao chết vậy? Không biết nữa. Nó tưới nước nó quá nó chết á. Phải chứ có lẽ. Hay là con ốc cắn? Dạ, không có cái gì cắn nữa hay sao mà. Hay là Alex cắn nó? Nổ. Ai ơi. Có không? Lẽ nào ta? Tàn thuốc. Ôi trời ơi, đó, tàn thuốc cắn. Ai thấy rồi đó? Dạ, thằng dịch vật nào? Thằng dịch vật nào vậy? Trời thằng dịch vật này hay là thằng dịch vật kia? Chắc thằng kia rồi chứ không phải thằng này. Này, ký hiệu thuốc nữa mà. Vậy là thằng dịch vật kia hả? Trời ơi. Còn cái này nè, nó bự lắm á. Cái này phải đem ra trồng một luống cho nó. Cái rau cần này á nó sống ở trong nước. À. Chứ nó sống phải có nước sắp sắp. Nhớ. Ừ. Chứ không có thả ra ngoài được. Thả ra ngoài được. Thả ra ngoài á là thả rau má nè, rau găm, rau dớp cá nè. Ừ. À, thằng này nó mập. Trời ơi, nó bự coi này giống như nó uống steroid kìa em coi. Nó uống steroid hả? Nó bự lắm. Vậy hả? Nếu vậy thì mai mốt lớn là lách cắt ăn đi. Ừ. Tưới nước thêm cái đó, tưới nước thêm. Chiều hả tưới? Nhưng là mấy cái cây ớt là đặc biệt không tưới nữa nha. Tưới là chết hết đó, nói rồi. Nè, với cái này nè. Cái này mà trồng ra được ngoài cho nó bò cái lá, cái bông nấu canh ngon lắm. Thiên lý á. Ừ. Thôi vô ăn cơm trước đi. Em coi kìa, chỗ đó nó mát không? Mát. Mát ha. Ừ. Trồng xuống là được á. Wow. Giờ tưới nước trước rồi hả? Nhưng mà thôi chiều phải trồng, tại vì trồng gì nè là tưới nước xuống đó cái có cái hơi cái nắng đó cái nó bốc cái hơi nóng lên là chưa có được, là để chiều hả chồng. Tưới được 3 lần rồi đó cho nó mềm á. Thần Alex này cũng tưới nước ngày không biết 1 tháng bao nhiêu tiền nước đây. Chết à. Chất sắt. Bây giờ giờ nữa chồng mấy cái rau này có bán đủ để đóng tiền nước không? Ừ, cái đó không biết á. Cái đó không biết hả? Ừ. Nhờ cái dưa hấu rồi nó lên dưa rau cải. Có xà lách son nữa. Ủa, có trồng xà lách son luôn hả? Ừ, nhiều lắm. Ủa, có hột luôn hả? Ừ. Vậy sao? Có hột màu đỏng luôn ở phía bên đó. Ờ, xà lách son là phải bỏ vô mấy cái thùng đó để chứa nước trồng á. Ồ, xà lách son á, trồng trên khô. Trồng khô á, trồng với nước. Trên khô. Ừ. Vậy hả anh? Mấy cái đó anh nghĩ cũng là trồng trên khô nhưng mà anh phải tưới nước nhiều. Ồ, vậy đó hả? Yeah. Phải tưới nước nhiều luôn. Trồng trên khô tưới nước nhiều chết tôi không thần. Mỗi tháng tôi đóng tiền nước khùng luôn thần. Không, thì mình tưới một lần nhẹ nhẹ. Chúng ta làm luôn dài tới đây. Vậy đó hả? Luôn, luôn, luôn. Đây, 1 luôn, 2 luôn, 3 luôn, 4 luôn, 5 luôn, 6 luôn, 7 luôn, 8 luôn, gần 10 luôn nữa đó. Nghĩa vậy đó hả? Wow. Cứ mỗi luống trồng một loại cho nó đã luôn. Mỗi luống trồng loại cho nó đã luôn. Trời ơi trời chết rồi. À, cái này cái gì, cái này cái gì quên rồi. Cái này đó. chùa Thiên Mụ. Ủa, cái này là cái chùa Thiên Mụ hả? Phải không? Ủa nó có tên là cây chùa Thiên Mụ hả? Đâu phải đâu, mình đặt cho nó giống như chùa Thiên Mụ một cột á, chùa một cột á. Ờ vậy hả? Vậy sao chứ giống chùa Thiên Mụ? Giống như chùa Mộ Cột phải không? Nhưng mà cái tên của nó thiệt là cái gì? Cái tên thiệt của nó là gì? Đi trong đây ha. Nó mát một chút. Cái tên thiệt của nó là cây gì kìa? Cái này hả? Cactus. Mà cái tên của Alex đặt thì là chùa Thiên Mụ. Còn hai cái ớt này nữa nè. Ớt này không biết hả? Ớt gì không? Ớt gì? Habana. Ờ vậy hả? Ngon không? Màu vàng. Cay lắm luôn à. Nhất cây luôn, cây nhất luôn á, giống như là ớt chư thiên của mình. Em muốn trồng cái này ở trong chậu không? Hay là trồng ở ngoài đi, trồng ở ngoài đi. Cái hàng này nữa nè, trời. Trời ơi, thằng này ông đĩa ông thần ông đừng tưới nước nữa, ông cho nó ra nắng đi. Vô phân cho nó mà tại sao? Thôi đừng có tưới nữa, đây là tưới cái nó uống nó chết rồi. Bữa kia ông đem về đây đây cho nó có chút ánh nắng đi. Nó phải có nắng mới được. Hôm qua phải có nắng. Ông đem về người ta tươi tốt xong ông chứa trong mát, ông tưới nước không, ghét giờ thúi ngốc luôn.
này ha. Ờ, ơn thần này. Nó bị cháy lá bởi vì phân á. À, để phân vô. Bây giờ cho nó hưởng chút nắng vô. Rồi chiều nay nhớ đừng có tưới nó nữa. Bây giờ cho thằng này nó xuống đâu ta? Thằng này hả? Mình nghĩ rồi. Thằng này là cho nó nằm cặp cái hàng rào nào á, nó có chỗ để nó bò lên. Ừ. Vậy là hàng đó đi. À. Làm hai chỗ cho nó. À. Chỗ này. Nhưng đừng tưới nó nữa nha, nhớ nha. Ừ. Phải cho nó xuống ha. Ừ. Để xuống đất ha. Ừ. Cho nó xuống đất được rồi. Ừ. Để bên này. Chắc bên này. Ừ, để đó đi cho nó có hưởng chút nắng đi. Ông này ông từng tiêu mấy cái cây kiển của ông trời. Còn rau thơm nữa. Ừ, cái rau này lên này nè, rau này bỏ ra lách trồng giờ lên rồi. Cái mấy cái này nữa nè, sao nó không có không ăn không? Đó, đủ rồi, cũng đừng tưới nó nữa nha. Ừ. Ừ, nó còn nước nhiều đừng tưới. Có, nó có ghế nó lên đó. Trời ơi ông thần á, à, trời nắng này mà ổng phơi đầu phơi cổ vậy đó, ổng tưới á, ổng tưới ổng ủa cái gì ổng làm vườn á, giờ ổng đang thù lùi à. Lấy nón lá đội nha. Sao có cái nó không chịu lên đó? Cái này nó dài dặn mà nó không sống. Thúi rồi, thúi rễ rồi. Ừ. Chắc phải đem ra trồng ngoài luôn á. Ha. Ừ. Làm đời. Chứ vậy mà thúi rễ ta. Thúi rễ rồi bỏ. Alex có tưới tưới cây chuối á, Alex. Tưới cây chuối đi cho có chuối ăn nha. Tại tưới nước quá, thôi rễ. Tưới nước xanh mưa lông, từng giọt mưa long lanh rơi mùa xuân. Thúi gốc rồi bỏ đi, cái nào nó lên lên, còn nào nó chết thì thôi kệ nó. Đừng đứng lên để chiều á chồng. Hả? Được rồi, kể nó đi. Đây vô. Trời đất ơi, ăn rồi không có nghỉ trưa sao Alex? Làm liền hả? Chúc vô nghỉ trưa bây giờ. Chúc vô nghỉ trưa bây giờ hả? Ừ. Rồi bây giờ là ăn xong rồi là Alex ở nhà nha, My đi nha. Ừ. My đi suối nha. Ừ. Rồi Alex ở nhà có ngoan không? Ngoan. Ngoan hả? Hết một cái nha. Hết một cái hả? Ừ. Trời ơi, ok rồi, cho hết một cái. Rồi, ok rồi, ở nhà ngoan nha. Ờ. Ở nhà là ngoan đó Alex, bây giờ là Alex không có đi suối nữa. Ừ. Cho nên chị Hằng phải đi suối công việc. Rồi Alex ăn rồi thì Alex ra vườn hút thuốc xong rồi Alex vô ngủ một chút rồi ra làm tiếp đúng không? Yes. Giỏi quá. Vậy rồi cắt rau đắng hả? Ừ, muốn cắt rau đắng thì cắt rau đắng đi. Thì cắt rau đắng ha, cắt hết luôn á. Hả? Cắt hết luôn rồi ngâm nước. Ờ, cắt hết luôn rồi ngâm nước ha. Xào ăn. Ờ, rồi xào ăn, ok. Rồi chị Hằng đi nha. Rồi. Ừ, rồi. Hả?
bản không? Nè. Đâu? Nghe. Rồi nãy giờ ở nhà có ngủ không? Đó. Ngủ sao mày ra làm hả? Mới thức luôn hả? Thức rồi có ăn gì không? Chưa. Chưa có ăn hả? Chưa. Mẹ. Mẹ ai cái gì? Welcome to the garden. Welcome to the garden, right? À, ok, rồi. Làm tiếp đi. Giỏi dữ vậy trời. Rồi, em rảnh thì em ra trồng nè. Trồng được cái gì đó, rau gấp ra. Vậy hả? Chứ phải là trồng hả? Chứ phải là trồng hả? Thì anh cũng đang làm. Ồ, vậy hả? Để cho anh tự đích thân trồng thử. Ồ, vậy đó hả? Rồi... Rồi làm cái này là vâng đây cái này. Mà làm cái này là rau gấp cá với rau gì ở đây? Rau gấp cá với rau găm. Vậy hả? Đen rau thơm nữa. Trời ơi, sao đi ra làm vườn mang vậy trắng, mang gói trắng được. Cái gì mà giống công tử dữ trời. Nãy giờ là thằng đi suối đó mọi người. Vậy. Thì Alex ở nhà ăn cơm xong Alex ngủ một chút rồi ra làm vườn tiếp. Về tới hỏi có đi tạo phản không? Nó không có. Nếu có là camera đã báo với thằng rồi. Phải không? Hả? Yes. Coi như không có đi tạo phản hả? Yes. Vậy đó, vậy là nãy có ngủ hả? Có. Có ngủ thiệt không? Thiệt. Ngủ mấy giấc? Một giấc. Một giấc ngủ mấy tiếng? Hình như là được 2 tiếng. Wow, đã gì trời. Ngủ suốt đêm mà buổi trưa còn ngủ được 2 tiếng nữa hả? Wow. Trời đã gì trời, tôi hả 1 giờ tôi mới ngủ, sáng 6, 7 giờ tôi dậy. Dậy xong rồi hả, làm việc, nấu ăn xong rồi tôi đi suối về tôi không được ngủ. Còn Alex còn được ngủ 2 tiếng, đã thiệt thôi. Wow. Giỏi quá ha. Giỏi thiệt đó chứ hả? Mấy là làm việc mà mang về trắng, dớ trắng mà mất cùi quá. Giống con tử dữ trời. Rồi sủi cái đất ra làm gì vậy? Để cái miếng đó. Để miếng đá xuống đây để cho đi. Vậy hả? Để một cái một đường để đi cho nó sạch đó hả? Không bị vô vậy. Trời đất ơi. Alex bây giờ là sửa soạn cái garden này của Alex là hả? Cái khu vườn này là của Alex trồng gãy để bán đó mọi người. Mai mốt là ai có mua gì thì đăng ký ủng hộ Alex nha. Vậy mai mốt là chuẩn bị bán cái gì Alex? Trồng cái gì để bán á? Có dừa leo. Có rau thơm. Có rau răm. Có rau tiêu tô. Có rau má. Như nói là có rau rau gì nữa? Rau đắng. Có nhiều lắm. Đủ loại. Đủ loại. Coi như là cái khu vườn này của Alex là trồng đủ loại rau luôn mọi người. Coi như là ai muốn ăn rau sạch organic là gọi Alex nha. Ủa thì mấy miếng đá này vừa khơi ở đâu lên vậy? Ở đây. Trời ơi Alex ơi, mấy cái này nặng lắm, đừng có khơi quá mà kéo lên mà lỡ nó gãy xương sống mệt lắm đây nha. Biết. Biết không, cái nói chuyện đó biết không? Biết. Biết đúng không? Cho nên lấy cái này đi đó hả? Lấy từ cái nhỏ nhỏ. Cái sắp nó lại thành một bước đi. Rồi nguyên cái cục bự đó thì làm sao với nó? Cục bự này thì lôi. Đâu, không có kinh á. Lôi nó. Lôi thì sao? Lôi dưới đất đó. Nó bự như vậy thì mình đâu có dùng sức. Kêu Hùng nó khiêng tiếp đi. Hùng ơi. Mà làm được. Mày đeo ba tay vô mà khiêng tiếp vô lết nè. Để nó lôi một mình lỡ nó bứt xương sống mệt lắm à. Không xeo xeo. Thiệt chứ bộ. Lôi nó thôi. Lôi thì sao? Lôi nó. Lắm đó nha. Lôi nó đi. Cái này là đủ làm đường. Đi trên đẹp ha. Khéo phụ cái tay đó ha. Để là để làm đường đi cho nó đẹp ha. Yep. Trời ơi, ổng làm vườn, ổng làm đủ thứ, ổng design đủ thứ á. Kê kệ đi cho có việc ổng làm, ổng làm gì đó ổng làm. Làm như vậy lôi từ từ vậy hả? Chứ không có dùng sức mà bưng nhấc lên một cái là cái lưng gãy luôn á, biết không? Không, đâu có sửa hấp được. Sửa hấp là chết rồi. Khôn, ông khôn
không phải ông Tùng. Thôi cái nó nặng lắm hả Lách ơi. Không phải hả Lách ơi. Nói rồi ha. Cái cục đá nó nặng lắm, không có thể chịu được ha. Thầy hứa. Cha nó có nhiều con y quyết quá trời luôn. Em tránh đó, em tránh đó nha, anh về đó. Thôi Hùng ơi, Hùng à, đeo bao tay vô lại khiên tiếp Alex nè, mau lên đứng dậy. Mày đứng làm biến gì vừa nha. Nói thì đứng dậy liền, đi đeo cái bao tay lên. Alex chờ Hùng khiên tiếp, không có bưng một mình, ok? Nặng thiệt cái cù ơi. Alex à. Chờ Hùng khiên tiếp, không có bưng một mình. Bưng một mình lỡ cái xương sống nó chẹo cái là mệt lắm á. Ok. Hùng lấy cái bao tay đeo vô lẹ đi, bưng tiếp Alex. Chờ nó đi Alex. Ra chờ nó, nhanh lên. Dẫn mai những chén chua cay đầy. Lưu dư như gá du ca buồn. Lần bản thân và nhìn nỗi đau về cho tình thật thật mùa hè. Lẹ đi Hùng, nó mặc cái áo trắng nữa. Khoan chờ Hùng về hai thằng đấy, đấy. Nắm đẩy lên từng bước. Không ấy khỏi cần. Để ngay đó luôn cho rồi. Để ngay đó hả? À. Ừ, con hơi lắm con đường. Khỏi 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 Hùng ơi, khỏi Hùng ơi. Mày để đó luôn. Ừ. Mày dẹp dẹp nó thôi. Giật buồn thật xe xe như vỡ tư. Ánh mắt đâm đuôi đâm mệt. Sao vậy má? Ta là yêu em một sao đêm rồi. Sao má nhớ là má nói gì rồi đó? Vì yêu dạ em sợ là biết nào rồi. Chú nào giờ mà? Bây giờ chú nó khỏi rồi thôi. Chú đã khỏi. Chú nói khỏi thì khỏi thì con. Thôi con. Tại vì má sợ chú bưng một mình đó hả. Chú lỡ chú đứt xương sống chú má mệt nữa. Yêu em đã chết trao rồi. Rồi này là coi như cạo đó, lót nó luôn đúng không? Dạ. Lót thì phải bưng ra từ giống như mình đẩy nó từ từ qua chứ không phải là nắm nó kéo lên đó phải không? Ừ. Nắm nó kéo lên sẽ dùng sức là cái lưng mình nó lỡ nó bị cái gì xương sống nó mệt lắm. À. Phải khôn chút nha ông con. Dạ. Ông Phương này không biết ổng cười ổng quá à. Ổng có gieo mấy cái hộp thôi mà ổng che trắng giống như ổng nuôi bò rồi. Cái này giống như làm chuồng bò vậy cho nội. Thấy không? Nè. Nó giống như chuồng bò vậy. Ờ. Để cho nó mát đó em. Ừ. Mát. Nó có cười đau bụng luôn với cái gieo hộp thôi của Alex. Thấy không? Nè. Cái này giống như ổng làm chuồng bò chứ mà nó nuôi là gieo hộp gì kia vậy. Chuồng bò hay là chuồng nuôi gà cũng không biết nữa. Nè, nhìn thấy chú Lâm không? Trời, chết rồi, không gì nổi nữa. Cái hộp mà làm cái gì nè. Trời ơi, lịch trời. Bụi lắm nha. Ủa sao bụi quá à, thôi mới đi vô. Ha, chú Lâm làm cái hộp. Ừ. Wow, bụi quá.